Tồn trữ là gì các anh chị? Có hai mình xung phong phát biểu không ạ? Dạ cô, tồn trữ là cách giữ hàng hóa trong kho. À, tồn trữ là mình lưu trữ lại hàng hóa ở trong kho. Rồi, còn ai có ý kiến khác không ạ? Rồi, thì bây giờ mình sẽ xem coi ha, trong cái tồn trữ về ngành dược đó, thì nó được định nghĩa như thế nào ha? Và lý do tại sao mà mình phải có cái việc là mình tồn trữ thuốc nha. Rồi, vậy một câu hỏi đặt ra cho mình đó là bây giờ tất cả các cái dược phẩm nếu mà mình không có cái quản lý tồn trữ đó, tức là mình bảo quản cho nó phù hợp thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ như thế nào? Rồi, bây giờ mục tiêu của bài thì đầu tiên các anh chị mình cần phải nắm được những cái nguyên tắc chung trong quản lý tồn trữ. Cái thứ hai là mình trình bày được nội dung chủ yếu ở trong công tác quản lý tồn trữ. Rồi, vậy bây giờ người ta đưa ra cái khái niệm về tồn trữ. Thì tồn trữ chính là cái sự bảo quản tất cả các cái nguyên liệu vật tư. Bao bì dùng trong sản xuất nè, hoặc là mọi cái thành phẩm bán thành phẩm. Trong cái quá trình mình sản xuất, khi mà mình sản xuất rồi, đã ra thành phẩm rồi, thì mình phải bảo quản nó ở trong cái kho ha. Thì đó gọi là tồn trữ ha. Rồi vậy chức năng của tồn trữ, mình có mấy chức năng? Thì ở đây người ta nói là tồn trữ sẽ có 4 chức năng. Cái chức năng đầu tiên đó là cái chức năng gom hàng. Chức năng gom hàng là sao? Là tập hợp tất cả các đơn hàng, mình gom về để mà mình bảo quản. Chức năng thứ hai là chức năng phối ghép sản phẩm. Mình tiến hành mình ghép những cái món hàng được sản xuất tại nhiều địa điểm khác nhau, nhiều nhà máy khác nhau, gom về chung một điểm, trong cùng một cái dây chuyền, ghép hàng ở tại kho. Rồi, một cái chức năng nữa đó là chức năng gì? Tồn trữ hàng hóa, lưu trữ hàng hóa ở trong kho, sử dụng cái kho để mà mình lưu trữ hàng hóa. Và cái chức năng thứ tư đó là chức năng phân phối sản phẩm. Tại vì bây giờ sao? Mình đã lưu trữ rồi thì mình sẽ đi phân phối. Mà trong quá trình mình phân phối thì mình vẫn phải sao? Vẫn phải bảo quản, tức là vẫn phải thực hiện cái quá trình tồn trữ thuốc. Vậy là nhà sản xuất sẽ đưa thành phẩm của mình đi ra ngoài thị trường. Thì các anh chị thấy ví dụ như bây giờ mình thấy ở ngoài đường có những cái chiếc xe mà nó có cái thùng ở phía sau. Ví dụ như thùng lạnh hay gì đó, người ta gọi là các cái thùng bảo ôn đó, để mà lưu trữ cái thuốc mà nó cần cái yêu cầu nhiệt độ như thế nào đó. Hoặc là những cái công ty lớn họ có cái xe đó có cái bộ phận lạnh, hoặc là cái nhiệt độ làm sao bảo quản cho nó đúng. Còn nếu như mà mình thấy ở ngoài đường, xe nó chạy mà nó chở từng thùng hoặc là treo bọc bọc bọc, thì cái đó là nó thực hiện không có đúng chức năng phân phối rồi đó. Tại vì chức năng phân phối là mình phải đảm bảo làm sao cái thuốc của mình đến tay cái người tiêu dùng, đến tay cái người sử dụng đó, nó phải đảm bảo là nó không có bị hư hỏng, đảm bảo cái thuốc của mình nó phải đạt chất lượng. Thì cái việc đạt chất lượng hay không mình không có nhận xét bằng cảm quan được, mà mình phải sao? Mình phải đi kiểm nghiệm nó thì mình mới biết được ha. Rồi, tiếp theo. Bây giờ mình xem coi ngoài 4 chức năng này thì tồn trữ của mình còn có những nhiệm vụ gì? Thì mình coi coi nhiệm vụ của tồn trữ thì mình sẽ có mấy nhiệm vụ.
Ở đây mình sẽ có bốn cái nhiệm vụ ở trong tồn trữ ha. Nhiệm vụ đầu tiên đó là dự trữ, bảo quản tốt vật tư hàng hóa. Rồi, dự trữ bảo quản tốt vật tư hàng hóa. Vậy mình sẽ áp dụng những cái kỹ thuật khoa học tiến bộ để mà mình lưu trữ hàng cho nó tốt, bảo quản cho nó tốt. Rồi, và nhiệm vụ thứ hai đó là xuất nhập hàng hóa cho chính xác, kịp thời quản lý tốt số lượng hàng hóa luân chuyển trong kho. Thì các anh chị thấy ngày nay đó là nó có những cái chương trình phần mềm á, để mà quản lý ha, phần mềm của bộ hoặc là của Viettel đó, quản lý ở trong cái kho hàng của mình, về tất cả các cái hàng hóa mình nhập vào mình xuất ra, như thế nào đó ha. À, các anh chị ơi, cho em hỏi cái này. Lớp mình á, là ai chủ nhiệm? Thầy tài kia cô ơi. Thầy tài kia. Vậy thầy tài kia có gửi cho mình cái danh sách các cái môn học mà của các cái học phần cho lớp mình không? Tại vì đối với cái môn này sẽ có một số anh chị mình được miễn nè. Dạ có Dạ gửi cô. có ạ. Rồi rồi, ok. Tại vì lớp mình có một vài anh chị hỏi em thì em không biết là thầy có gửi không để em biết em gửi lại. Tại vì cái môn này là sẽ có người được miễn á. Rồi, tiếp theo đó là ở đây mình thấy ha, trong cái quá trình mà mình sản xuất lưu thông phân phối á, khi mà mình có cái chế độ quản lý về tồn trữ đó thì nó sẽ không có bị gián đoạn nè. Rồi, và thuốc của mình á, lúc nào nó cũng đạt được chất lượng hết, do đó là được sự tín nhiệm của khách hàng. Rồi, giảm được cái chi phí giao nhận và lưu kho. Rồi giải phóng nhanh những cái phương tiện vận tải bốc dở, đó là trong cái việc xuất nhập đó ha. Tại vì ví dụ như cái kho của mình á mà mình xuất liên tục thì khi đó là cái kho của mình nó sẽ được trống nè, rồi hoặc là cái phương tiện vận tải bốc dở đó mình cũng không có cần đến nữa. Rồi nâng cao cái nghiệp vụ của cán bộ nhân viên y tế ha. Rồi giúp cho cái nhà quản lý nắm vững về cái số lượng hàng hóa ở tại kho, những cái hàng luân chuyển, hàng dự trữ, làm sao cho nó phù hợp với cái khách hàng ha. Tiếp theo là cái nhiệm vụ phát triển các cái hoạt động dịch vụ văn minh để mà phục vụ khách hàng. Vậy là dịch vụ đó là gì? Ví dụ như các cái dịch vụ mang tính chất ở trong sản xuất, đó là gia công hoặc là chế biến các cái nguyên vật liệu. Rồi, hoặc là dịch vụ mang tính chất thương mại, ví dụ như gì? Vận chuyển đến nơi, bốc xếp cho khách, cho thuê kho, cho thuê phương tiện bốc bốc xếp, hoặc là phương tiện vận chuyển, hoặc là phương tiện bảo quản, rồi quảng cáo, thuê cho khách hàng, đó là cái phần thương mại, rồi cái nhiệm vụ cuối cùng đó là tiết kiệm chi phí kho, góp phần là hạ cái chi phí lưu thông và chi phí kinh doanh của các cái đơn vị mà cái kho mình phụ thuộc. Ví dụ như chi phí xuất nhập hàng hóa nè, vận chuyển kiểm soát nè, chi phí bảo quản hàng hóa là các cái thiết bị hoặc là xây dựng kho, chi phí do cái sự hư hao của hàng hóa. Thì ở đây mình thấy ha, tại vì ở trong kho thì chắc chắn nó phải là có cái máy điều hòa rồi, rồi còn có cái gì nữa, còn có những cái máy mà xử lý về độ ẩm ha. Thì như vậy là nó rất là tốn cái chi phí đó. Do đó nếu mà
mà mình không có đạt được những cái chức năng và nhiệm vụ này đó, thì cái kho của mình đó, nó tốn khá là nhiều chi phí ha. Rồi thì mình cũng biết rồi, ở nước mình á thì khí hậu là khí hậu nhiệt đới ẩm, và khí hậu nhiệt đới ẩm như vậy thì nó sẽ không có thuận lợi cho cái công tác gì bảo quản. Rồi vậy đối với cái điều kiện là kho tàng hoặc trang thiết bị để mà phục vụ cho công tác bảo quản thì nó chưa có được đầy đủ, và cái trình độ chuyên môn á trong cái lĩnh vực này của các cái cán bộ còn hạn chế. Ví dụ như là ở tại các cái kho bảo quản thì thường người ta sẽ phân bổ dược sĩ trung học về đó nha. Dược sĩ đại học cũng có nhưng mà ít. Do đó bây giờ là người ta sẽ nâng cao cái trình độ chuyên môn lên, sẽ có nhiều cái người đi học về cái công tác quản lý để mà về quản lý cái kho của mình cho nó tốt nha. Vì vậy cái chuyên đề về quản lý tồn trữ sẽ giúp cho cái người dược sĩ họ sẽ thực hiện đúng đắn trong cái nguyên tắc về bảo quản, góp phần vào cái mục tiêu đó là đảm bảo cái thuốc của mình nó sẽ đủ kịp thời, các cái thuốc có chất lượng giá cả thì nó hợp lý cho cái công tác phòng chữa bệnh cho cộng đồng, mà chính xác đó là cái chính sách quốc gia về thuốc mà nhà nước mình đã đề ra ha. Thì ở đây các anh chị thấy ha, ví dụ như các anh chị mình có cái cửa hàng kinh doanh về thuốc đi, nhà thuốc hoặc quầy thuốc gì đó, thì ở tại cái nơi mình kinh doanh đó chắc chắn mình cũng phải sao, mình cũng phải quản lý tồn trữ ở trong đó, tại vì nếu mà mình không có tồn trữ tốt thì thuốc của mình hư hỏng. Một cái vấn đề đơn giản, những cái thuốc mà mình thường xuyên mình bán hàng ngày đi, ví dụ như là vitamin C nè, anh chị thấy là nó cũng khó bảo quản, nhất là những cái viên C sủi nè, hoặc là những viên multivitamin sủi nè, nó dễ bị oxy hóa dữ lắm luôn. Anh chị thấy ví dụ như mình khui ra một cái chai đó 10 viên, mà bây giờ mình khui ra bán lẻ, lần bán viên viên, mà nếu mà các anh chị mà bán chậm, bán chậm xíu, hoặc là mình bán mà mình sơ ý để cái nắp nó hở đi, mặc dù mình bán nhanh đó, nhưng mà bây giờ lỡ sơ ý để nắp hở thì tự nhiên mấy cái viên ở trong đó là nó cũng bị hỏng hết. Do đó trong cái công tác về tồn trữ đó nó khá là quan trọng ha. Đây, vậy bây giờ mình xem coi cái nội dung của quản lý tồn trữ đó, mình sẽ có những nội dung gì. Để một xíu mình qua cái phần bài tiếp theo mình học đó, mình sẽ biết được là vậy bây giờ mình sẽ cần quản lý những cái thuốc vật tư nó như thế nào ha. Rồi, nội dung quản lý tồn trữ. Cái thứ nhất là yêu cầu về cái xây dựng cơ sở. Thì xây dựng cơ sở thì địa điểm phải cao ráo thuận lợi cho giao thông nè, cống rãnh thoát nước phải kín nè, hoặc là nó phải là cái đường ngầm. Rồi, thiết kế phải sao? Đảm bảo an toàn phù hợp với cái yêu cầu bảo quản, và trang thiết bị phải đầy đủ, các cái trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Rồi, cái thứ hai là đảm bảo các cái phương tiện bảo hộ và an toàn lao động. Rồi, vậy phương tiện bảo hộ an toàn lao động là sao các anh chị? Đó là mình có đầy đủ các cái dụng cụ và phương tiện bảo hộ lao động, trang bị đầy đủ các phương tiện thiết bị đảm bảo an toàn về lao động, thực hiện các cái chế độ kiểm tra và thực hiện các cái nội quy về an toàn lao động, trang trí và tổ chức khoa học tại cái nơi làm việc, đảm bảo là cái nơi làm việc của mình nó phải vệ sinh nè, nó thông thoáng nè, có đầy đủ ánh sáng. Định kỳ thì nhân viên ở trong đó phải được gì, thăm khám về sức khỏe, rồi thực hiện các cái chế độ bồi dưỡng cho tai nạn nè, hoặc là ốm đau, hoặc là những cái trường hợp là sinh đẻ nha. Hey. Và cái thứ ba đó là những cái nguyên tắc chung trong bảo quản dược phẩm. Cái nguyên tắc đầu tiên đó là nguyên tắc sắp xếp và bảo quản hàng hóa ở trong kho. Vậy mình sẽ sắp xếp như thế nào? Cái hạn dùng của thuốc mình phải sắp như thế nào cho nó phù hợp? Mình sẽ có nguyên tắc về cách sắp xếp theo hạn dùng.
Rồi cái mốc thời gian ấn định cho một cái loại thuốc nào đó, người ta gọi đó là hạn dùng. Và trước cái thời gian này, bảo quản trong cái điều kiện theo đúng quy định để đảm bảo chất lượng. Còn sau thời gian này coi như là thuốc mình sao? Nó đã hết hạn ha. Rồi bây giờ những cái lưu ý khi mà nhập xuất hạn ha. Đầu tiên đó là khi mà mình xuất nhập hàng thì mình sẽ như thế nào. Bây giờ cái nguyên tắc khi mà mình xuất nhập hàng đó, đầu tiên là mình phải đi kiểm tra, kiểm tra cái hạn dùng trước khi mà mình nhập vô. Và với những cái kho lớn thì mình sẽ nhập những cái thuốc còn dài hạn. Rồi cái này là mình ứng dụng thực tế đi các anh chị. Ví dụ mình có nhà thuốc quầy thuốc đi, thì khi các anh chị mình đặt hàng về chắc chắn là mình sẽ đi kiểm tra cái hạn dùng trước khi mình nhập kho ha. Rồi bây giờ nó sẽ có hai cái chữ, một là FIFO, hai là FEFO. Rồi FEFO là gì? Là hết hạn trước thì đi xuất trước. Rồi còn FIFO là nhập trước thì xuất trước ha. Vậy bây giờ mình sẽ có cái hạn dùng mình ghi trên nhãn và ghi trên từng bao vị đóng gói nhỏ nhất. Tức là bây giờ những cái túi hàng, những cái túi to 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 mà trong túi to nó có túi nhỏ nhỏ, thì cái hạn dùng đó mình phải ghi trên từng cái túi nhỏ luôn. Rồi phải dán nhãn có ghi hạn dùng trên cái lô thuốc lên trên từng kiện hàng và từng container lớn khi mà mình xuất nhập đó. Rồi và phải có sổ để theo dõi hạn dùng của thuốc ha. Chắc chắn là ở trong nhà thuốc hay quầy thuốc mình cũng có cuốn sổ đó, sổ theo dõi về hạn dùng. Nó sẽ ghi từ tháng 1 đến tháng 12 luôn để mình ghi nhớ cho nó dễ. Ví dụ như những cái thuốc nào mà nó cận 6 tháng, cận 9 tháng, cận 3 tháng, cận 1 tháng gì đó, mình check vô để mình lưu ý lại. Rồi tiếp theo đó là nguyên tắc là FIFO. Nhập trước thì xuất trước. Tức là cùng một cái loại thuốc, những cái thuốc nào mình nhập kho trước thì mình phải sao? Cấp phát trước và ngược lại. Thì khi mà mình thực hiện cái nguyên tắc FIFO này thì mình cũng phải áp dụng cái nguyên tắc FEFO nữa. Cái nào hết hạn trước xuất trước. Tại vì có những cái thuốc đó các anh chị, mình để ý thử thôi. Ví dụ đôi khi thuốc đó mình nhập sau đi. Rồi nhập sau. Nhưng hạn dùng của nó nhiều khi nó lại cận đáp hơn cái thuốc nhập trước. Nếu mà mình chỉ áp dụng cái nào là gì? Nhập trước thì xuất trước, nhập sau thì xuất sau, đúng không? Mà bây giờ mà mình sơ ý, mình không coi hạn dùng, mình nghĩ là thuốc này mình nhập sau là cái hạn dùng chắc chắn nó sao. Không phải nha. Đôi khi cái nơi mà người ta giao nhận cho mình đó, họ cũng trộn một vài cái thuốc làm sao có cái hạn dùng ngắn, mà mình sơ ý, mình không kiểm tra, mình nhập vô kho của mình, xong cuối cùng mình nhập sau cái mình sẽ móc cái thuốc mà mình nhập trước, mình để ra bên ngoài, cái thuốc nhập sau mình đẩy vô trong, rồi cuối cùng mình bán hết những cái thuốc mà còn hạn, còn những thuốc hết hạn mình chừa lại. Do đó là hai nguyên tắc này là mình phải thực hiện song song luôn. Mình phải coi cho nó kỹ. Rồi, ở Việt Nam của mình á, với cùng một loại thuốc, những cái thuốc mà sản xuất trước là phải được cấp trước, rồi và ngược lại những thuốc sản xuất sau phải được cấp phát sau. Đó là cái nguyên tắc ha. Rồi về cái phân loại và sắp xếp á, thì ở đây á, mình sẽ đầu tiên là mình đi phân loại nó. Rồi ở trong kho thì trước tiên phải phân loại coi thuốc nó thuộc cái nhóm gì, nhóm gì, tùy theo cái kho của mình sắp xếp như thế nào ha. Phân loại xong hết rồi mình sẽ đi sắp xếp, và sắp xếp xong hết rồi mình mới đi chất xếp. Rồi hai cái này nó hoàn toàn khác nhau ha. Chất xếp và sắp xếp. Sắp xếp là mình sắp xếp cho nó ngay ngắn lại, còn chất xếp là mình phải phân loại ra coi cái nào chất ở trên, cái nào chất ở dưới, thì gọi là chất xếp. Rồi bây giờ phân loại thì mình sẽ có nhiều cách ha các anh chị. Có thể là mình sẽ phân loại theo thành phần nè, theo tác dụng dược lý, rồi theo cái dạng thuốc. Rồi hoặc là mình phân loại dựa vào cái gì, nguồn gốc của nó,
À, ví dụ những cái nguyên vật liệu làm thuốc thì coi coi nó là dược liệu hay là hóa dược hay là các hóa chất dễ cháy nổ hay là những cái hóa chất độc hại dễ ăn mòn rồi hoặc là những cái loại bình dạng khí nén thì mình phải đi bảo dưỡng riêng đó nha. Rồi bây giờ sắp xếp thì ở đây mình sắp xếp theo nguyên tắc đó là ba dễ nha các anh chị. Rồi có ai mà mình biết nguyên tắc ba dễ không ạ? À? Rồi ở đây có anh chị nào mình thuộc nhóm đối tượng liên thông không ạ? Hình như liên Có. thông thì... À rồi. À, mình liên thông là mình liên thông từ đâu lên chị? Em liên thông khác ngành ạ. À liên thông khác ngành. À liên thông khác ngành nhưng mà mình có biết cái này không ạ? À? Mình có em từng học em học chính trị nên là không biết gì về thuốc. rồi không biết. Rồi bây giờ bây giờ có anh chị nào mà cũng trong cái ngành y tế mà mình không phải là ngành dược nhưng mà mình trong ngành y tế mà mình liên thông lên dược, mình có biết cái nguyên tắc về sắp xếp này không ạ? À? Nếu mà anh chị nào có làm bệnh viện chắc sẽ biết. Theo em nghĩ là cái nguyên tắc sắp xếp ba dễ là dễ nhìn thấy, dễ lấy và lấy ra thì chưa biết. À rồi, em cảm ơn chị ha, thì coi như là mình đúng hai cái ha. À dễ thấy, à dễ lấy. À vào cái nữa là dễ kiểm tra. À mình phải sắp xếp làm sao để khi mà mình nhìn vô trong đó là mình có thể thấy nó được, à và mình có thể lấy nó dễ dàng, và khi kiểm tra là mình nhìn lên mình cũng kiểm tra được ha. Thì đây là cái nguyên tắc ba dễ ở trong sắp xếp. Thì đầu tiên người ta có thể sắp xếp theo các cái nhóm thuốc. Rồi nhóm thuốc thì có thể sắp theo trình tự ABC hoặc là theo các cái danh pháp thông dụng quốc tế. Rồi hoặc là sắp xếp theo mỗi một cái loại, à mỗi loại thuốc thì ở đây là sắp theo nguyên tắc là FIFO. À, những cái nguyên tắc này là các anh chị mình phải học giúp em ha. À, FIFO là gì, rồi FEFO là gì ha. Rồi hoặc là có thể là dựa vào cái sơ đồ kho để mà mình sắp xếp, hoặc là dựa vào cái sổ theo dõi hạn dùng để mình sắp xếp, hoặc là dựa vào cái sổ theo dõi chất lượng để mà mình sắp xếp ha. Rồi bây giờ đối với cái việc là chất xếp thì sao? Chất xếp người ta nói là muốn chất xếp được phải đảm bảo được các cái yêu cầu. Cái thứ nhất đó là tiết kiệm được diện tích dung tích của cái kho, chứ không phải mình muốn chất sao mình chất. Rồi đảm bảo an toàn cho hàng hóa. À tức là mình phải phân loại ra coi coi cái hàng hóa của mình nó như thế nào để mà mình chất xếp cho nó phù hợp, thuận tiện cho công tác kiểm tra và kiểm kê. Ví dụ như nó có cái nhãn thì mình phải quay cái nhãn nó ra bên ngoài để mình nhìn thấy được nó ha. Rồi thuận tiện cho công tác xuất nhập hàng. Rồi có hai kiểu chất xếp ở trong cái kho dược đó là gì? À, xếp chồng đứng trên kệ bục hoặc là xếp ở trên giá. Rồi bây giờ nguyên tắc đó là những cái hàng nào nặng dễ đổ vỡ để dưới cùng, sau đó là đến hàng nặng, hàng hay xuất nhập, kế tiếp là hàng có kích thước nhỏ, kế tiếp là hàng có khối lượng bình thường hay là hàng mà dễ xuất nhập. À, và cuối cùng đó là những cái hàng nhẹ và hàng cồng kềnh. À thì ở đây cái nguyên tắc mình sắp xếp là như vậy nha. Rồi bây giờ các cái nhãn mà trong cái khu vực bảo quản đó người ta thường hay dán đó các anh chị đó. Ví dụ như hình cái dù đi, hình cái dù đó là tránh ẩm tránh ánh sáng đó nha. Ánh sáng có thể là người ta sẽ ghi cái hình mặt trời ha, kế bên cái dù luôn. Rồi hoặc là cái hình mũi tên quay lên ghi chữ ốc nè, tức là mình sẽ để theo một chiều thôi. Còn nếu mà cái hình mũi tên không á thì mình sẽ để nó theo chiều thẳng đứng ha. Rồi hoặc là hình cái ly, đó là tránh đổ vỡ, hoặc là hình cái
ngọn lửa là chống cháy ha. Rồi hoặc là hình cái găng tay đó là hóa chất gây ăn mòn, hoặc là hình cái đầu lâu ha, đó là hóa chất độc hại nè. Rồi hoặc là dấu X là những cái hóa chất mà dễ gây kích ứng. Rồi tiếp theo là mình xem coi những cái biện pháp mà mình bảo quản hàng hóa đó thì mình sẽ đảm bảo nó theo 5 chống ha. Chống ẩm nè, chống nóng nè, chống mối mọt nè, chuột vẹt côn trùng. Rồi chống nhầm lẫn, chống cháy nổ, chống quá hạn dùng, chống đổ vỡ, hư heo và mất mát. Thì đây là 5 chống mà áp dụng ở trong các cái kho bảo quản nha. Rồi về công tác xuất nhập, bây giờ đầu tiên đó là công tác nhập hàng. Thì khi mà nhập hàng đó các anh chị, mình phải kiểm tra về số lượng, chất lượng để mà mình đúng. Thì chất lượng ở đây là mình kiểm tra về mặt cảm quan ha các anh chị. Mình không kiểm tra sâu ở bên trong. Tại vì mình kiểm tra sâu mình kiểm tra không được. Mình chỉ nhận xét cảm quan về bên ngoài của nó thôi. Rồi đưa hàng hóa nhanh chóng về cái khu vực bảo quản hoặc là cái khu vực sản xuất ha. Ý nghĩa là đảm bảo hoàn thành cái nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Rồi kịp thời mà những cái thuốc hư hỏng đó, mình phát hiện đó, mình đưa nó ra bên ngoài nha, phát hiện những cái tình trạng hư hỏng. Rồi góp phần giải phóng nhanh các cái phương tiện vận chuyển bốc xếp bến bãi nè, đảm bảo hàng hóa và tiết kiệm được cái chi phí. Còn cái công tác mà xuất hàng, rồi bây giờ khi xuất thì mình phải xuất theo đúng số lượng, chất lượng ở trong cái gì, cái hóa đơn mà mình xem đó, hóa đơn về xuất hàng đó, rồi giao nhận cho nhanh gọn, an toàn và thuận tiện. Vậy ý nghĩa của việc xuất hàng là gì? Khi các anh chị mà mình phát triển đó, cái kho của mình á, nó phát triển tốt nè, hoặc là cái nhà thuốc của mình buôn bán được thì mình mới xuất hàng nhiều, đúng không? Vậy ý nghĩa là nó điều hòa được cái lượng dự trữ lưu thông ở trong kho, thực hiện được những cái kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt cái hiệu quả cao, góp phần là cân bằng cái cung và cầu ở trong xã hội, nâng cao được cái uy tín của kho đối với khách hàng. Tại giờ người ta tin tưởng mình, người ta mới mua hàng của mình nhiều, tiết kiệm được chi phí về kho nói riêng và chi phí lưu thông nói chung. Rồi dưới đây là mình có một số hình thức về giao hàng. Ví dụ như là mình có thể là giao hàng thẳng cho cái đơn vị nhận hàng, hoặc là mình giao từ ở kho, rồi từ cái kho đó mới vận chuyển đến cái đơn vị nhận hàng ha. Rồi, những cái trường hợp mà mình cần chú ý xử lý khi mà mình giao hàng đó là mình giao hàng không đúng thời gian quy định. Rồi, trong trường hợp hàng nó bị hư hỏng, thiếu thừa gì đó, nó không phù hợp với cái đơn hàng, mình phải lập cái biên bản ngay tại cái chỗ mà mình giao hàng luôn. Rồi, trường hợp giao nhầm hoặc thiếu cho khách thì mình nên kiểm tra lại. Vệ sinh kho hàng mỗi ngày, tránh bụi, chống gián, kiến, chuột, vân vân. Rồi một xíu mình xem coi lý do tại sao mình phải tránh cái này. Rồi bao bì đóng gói phải thích hợp, nhãn mà bị mờ hoặc rách đó là mình phải đi thay cái mới, không có để cái nhãn mà cũ cũ rồi khi đó mình nhìn nhầm. Rồi quản lý thuốc có hạn dùng, tức là quản lý cho nó tốt về cái hạn dùng của thuốc ha. Rồi thì đây là cái bài đại cương nói tóm tắt qua trong cái phần quản lý tồn trữ đó là nó như thế nào ha. Rồi bài này về các anh chị mình xem qua để mình biết ha, ví dụ như là có những cái phần mình chú ý trong ba dễ năm chống nè, rồi nguyên tắc FIFO FEFO xuất nhập hàng như thế nào, rồi và trong cái quá trình xuất hàng thì nó có ý nghĩa gì, và cái phần nhập hàng thì nó có ý nghĩa gì ha. Về xem kỹ và xem luôn những cái phần mà nhãn dán ở trong các cái kho ha, nhãn dán đó, cái biểu tượng đó nó có cái ý nghĩa gì ha.
Rồi mình đi cái bài tiếp theo. Rồi cái bài này thì nó liên quan đến những cái yếu tố mà nó làm ảnh hưởng đến cái việc là gì? Bảo quản của mình ha. Rồi bài thứ hai. Những yếu tố ảnh hưởng trong công tác quản lý tồn trữ, hay là yếu tố ảnh hưởng đến cái việc là quản lý chất lượng thuốc và vật tư y tế. Rồi mình đi phần đầu tiên, đó là mục tiêu của bài. Thì trong cái bài này các anh chị mình cần nắm cái gì? Cái thứ nhất là mình phải nắm được những yếu tố ảnh hưởng. Các yếu tố này từ môi trường đó, nó ảnh hưởng đến chất lượng thuốc như thế nào. Rồi và mình sẽ có cái biện pháp phòng chống. Cái thứ hai là những cái nguyên tắc chung ở trong công tác quản lý thuốc và dụng cụ y tế. Cái thứ ba là những cái ảnh hưởng về tính chất vật lý, về hạn dùng, tính chất hóa học, các cái đồ dùng bao gói đến thuốc và vật tư y tế của mình. Rồi nội chung mình sẽ có 5 cái nội dung ha. Các yếu tố ảnh hưởng thì mình xem coi nó có những yếu tố nào. Mình đưa ra một số cái nguyên tắc chung, và mình dựa vào những cái tính chất lý hóa này đó, mình sẽ đưa ra cái cách thức để mình bảo quản, và mình bảo quản theo hạn dùng thì mình sẽ bảo quản như thế nào, và các cái bao bì đóng gói đó mình sẽ bảo quản như thế nào cho nó phù hợp. Rồi về yếu tố môi trường, các anh chị thấy mình sẽ có 3 yếu tố ha. Thứ nhất đó là yếu tố vật lý. Rồi cái thứ hai đó là yếu tố hóa học. Và cái thứ ba là yếu tố sinh học. Rồi yếu tố vật lý là sao đây? Ví dụ như nhiệt độ tác động vô, độ ẩm nó tác động vô, ánh sáng nó tác động vô thì người ta gọi yếu tố đó là yếu tố vật lý. Rồi bây giờ yếu tố hóa học là sao? Là những cái chất bên ngoài của môi trường nó tác động vô, ví dụ như các khí hơi, nó tác động vô, axit tác động vô, kiềm tác động vô, vân vân. Thì những cái đó gọi là yếu tố hóa học. Hoặc là bản thân cái hoạt chất đó, nó bị tác động bởi chính nó, thì gọi là yếu tố hóa học.
Rồi, còn yếu tố sinh học tức là cũng từ môi trường đi vô, nấm mốc vi sinh vật à, hoặc là côn trùng vi khuẩn vân vân, thì đó là yếu tố sinh học. À, thì mình phải nắm được những cái yếu tố này và mình đưa ra cái cách thức bảo quản nó cho phù hợp ha. Rồi, đầu tiên là mình nói yếu tố vật lý trước ha. Yếu tố vật lý về độ ẩm, thì trong cái độ ẩm này các anh chị phải nắm được các cái khái niệm cơ bản. À, đầu tiên đó là độ ẩm tuyệt đối. Vậy độ ẩm tuyệt đối là gì? Thì ở đây người ta nói độ ẩm tuyệt đối là lượng hơi nước thực tế có trong 1 mét khối không khí, ký hiệu nó là A nhỏ và đơn vị là gam trên mét khối. Cái thứ hai đó là độ ẩm cực đại. Cực đại là sao? Là maximum, là cái lượng hơi nước tối đa chứa trong 1 mét khối không khí ở cái nhiệt độ và cái áp suất nhất định, ký hiệu nó là A lớn, tại nó đại mà nên nó là A lớn. Đây, vậy bây giờ người ta nói cái độ ẩm cực đại này nó sẽ luôn luôn phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất. Vậy nếu mà nhiệt độ càng cao thì độ ẩm cực đại của mình sẽ càng lớn. Tại vì khi mà nhiệt độ cao thì sao? Sẽ có cái hiện tượng là bốc hơi nước. Thì cái lượng hơi nước mà nó full maximum tối đa ở trong cái không khí đó, thì nó sao? Nó sẽ có một cái độ ẩm cực đại lớn. À, vậy người ta nói là độ ẩm cực đại sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất. Vậy nhiệt độ cao thì độ ẩm nó sẽ cao và ngược lại ha. Rồi, cái khái niệm tiếp theo đó là mình nói về độ ẩm tương đối. Rồi, vì độ ẩm tương đối là sao? Là tỷ lệ phần trăm giữa cái thằng tuyệt đối với thằng cực đại, và ký hiệu nó là R. Vậy R nó sẽ bằng A nhỏ chia A lớn nhân 100%, và đơn vị của độ ẩm tương đối là phần trăm, còn đơn vị của độ ẩm cực đại và tuyệt đối đó là gam trên mét khối. Tại vì cái lượng chứa trong một thể tích không khí ha. Đây, vậy độ ẩm tương đối càng thấp thì chứng tỏ không khí nó sẽ càng khô hanh, và ngược lại độ ẩm tương đối nó cao thì không khí của mình nó sẽ sao? Càng ẩm ướt. Và người ta đưa ra cái cột mốc đó là 70-30. Rồi, vậy nếu mà R nhỏ hơn 30 thì sẽ khô hanh. À, và ngược lại nếu nó trên 70% thì không khí nó sẽ rất ẩm ướt. Nói chung càng lên cao càng ẩm ướt ha. Rồi, hai cái khái niệm tiếp theo nữa đó là nhiệt độ điểm xương và sự bão hòa hơi nước. Rồi, vậy nhiệt độ điểm xương là gì? À, xương thì cái người ta gọi nó là cái nhiệt độ điểm xương bởi vì người ta ví nó giống như là giọt xương vậy các anh chị. Thì đây là cái nhiệt độ mà độ ẩm tuyệt đối của mình nó vượt quá cái độ ẩm cực đại. Rồi, tức là cái R của mình đó, nó làm sao? Nó lớn hơn cái thằng A lớn luôn. À, vậy khi đó không khí của mình nó sẽ bão hòa hơi nước. À, thì không khí bão hòa hơi nước nó sẽ động lại tạo thành những cái giọt nhỏ li ti như hạt sương, nên gọi là nhiệt độ điểm xương. Thì cái hiện tượng này nó khá là nguy hiểm bởi vì cái nước á, nó bị đọng lại ở trên bao bì, và khi đến một thời điểm nào đó cái giọt nước này nó sẽ nhỏ vào cái sản phẩm của mình. À, thì cái khi đó, đó là sản phẩm của mình nó sẽ bị hỏng liền. À, hoặc là nó nhỏ vào trong những cái vật tư y tế. À, thì nó sẽ làm cho các cái vật tư này bị hư hỏng liền. Do đó người ta rất là sợ cái nhiệt độ điểm xương. À, làm sao làm đừng để cho xuất hiện cái nhiệt độ điểm xương. À, tức là khi mà R nó lớn hơn thằng A, tại vì mình quy định thằng A nó là lớn nhất rồi, mà bây giờ cái hàng R nó lớn hơn A nữa thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp này. Rồi, tiếp theo đó là sự bão hòa hơi nước. Rồi, sự bão hòa hơi nước là cái hiện tượng nó xảy ra khi mà cái độ ẩm tuyệt đối của mình á, nó bằng luôn với cái độ ẩm cực đại.
À, hồi nãy em nhầm cái này các anh chị, cái độ ẩm tuyệt đối là A nhỏ chứ không phải R ha. Cái độ ẩm tuyệt đối của mình nó bằng luôn với cái độ ẩm cực đại, thì khi đó thằng A nhỏ nó bằng với thằng A lớn luôn. À, và lúc đó R của mình sẽ bằng 100% luôn. À, tại vì hai này nó bằng nhau, do đó chia nhau sẽ ra một. À, thì khi đó độ ẩm tương đối của mình sẽ ra 100%. À, và khi mà độ ẩm tương đối nó là 100% thì mình không thể làm khô được. À, tại vì khi đó cái lượng hơi nước nó chứa ở trong đó đó nó đạt cái mức tối đa rồi. Và khi đạt mức tối đa như vậy thì nó có thể là nó đã thành một cái hỗn hợp lỏng rồi. À, đó là mình không thể nào là mình bảo quản cái thuốc hay là cái vật tư y tế của mình được ha. Thì đó là năm cái khái niệm mà các anh chị mình cần phải nắm ha. Đầu tiên là độ ẩm tương đối, độ ẩm cực đại, độ ẩm gì tuyệt đối, nhiệt độ điểm xương và sự bão hòa hơi nước ha. Rồi bây giờ về cách tính độ ẩm thì ở đây mình sẽ có hai phương pháp ha. Một là mình có thể tra bảng có sẵn. Hai là mình sẽ áp dụng công thức. Rồi bây giờ đối với cái việc là mình áp dụng công thức thì mình sẽ có R nhỏ sẽ bằng A nhỏ chia A lớn nhân 100%. Rồi từ đó mình có thể suy ra cái A nhỏ. Tức là mình đi tính cái độ ẩm tuyệt đối. Rồi thì bây giờ trong cái độ ẩm tuyệt đối đó mình tính ra đó thì mình xem coi nó ra là bao nhiêu ha. Rồi thì trong ba cái số này đó người ta sẽ cho mình hai cái ẩn số và cái còn lại là mình sẽ đi tìm ha. Thì cái công thức này các anh chị mình cũng đóng khung lại để mình học ha. Khi mà người ta cho đó thì người ta sẽ cho hai, chỉ tìm một thôi, rất là dễ nha các anh chị ha. Rồi bây giờ mình lấy một cái ví dụ ha. Ví dụ như là người ta cho mình cái độ ẩm tương đối trong kho là 40% và nhiệt độ tại kho của mình thời điểm đó là 25 độ C. Thì khi mà cái thời điểm mà nhiệt độ là 25 độ C đó, mình có thể tra bảng ra để mình tìm được cái hằng là độ ẩm cực đại, tìm A lớn. Thì mình có A lớn là 23 gram trên mét khối. Vậy có A lớn rồi. Và mình có luôn thằng gì nữa? Có thằng độ ẩm tương đối là 40% nữa. Thì khi đó mình sẽ đi tìm cái A nhỏ rất là dễ. Mình lấy R nhân cho A lớn chia cho 100%. Thì mình sẽ ra được là 9,2 gram trên mét khối. Đó là độ ẩm gì? Độ ẩm gì các anh chị? Độ ẩm tuyệt đối của cái kho đó ha. Rồi thì cái bài toán này ha nó sẽ có trong phần thi và phần kiểm tra của mình á, do đó là các anh chị mình cố gắng là mình học ha, ghi nhớ lại ha. Rồi vậy bây giờ sau những cái phần mà mình nói đó, mình sẽ xem coi vậy độ ẩm đó, nó có cái tác hại như thế nào, nó ảnh hưởng như thế nào, nếu mà cái độ ẩm cao quá thì được không, mà độ ẩm thấp quá thì được không. Do đó là mình cần phải đưa ra một cái độ ẩm để mà mình khống chế nó lại. Rồi bây giờ độ ẩm cao. Rồi bây giờ mình lấy một cái ví dụ đơn giản thôi các anh chị ở nhà. Các anh chị mình thử á, mà mình lấy một cái chén muối. Rồi lấy một cái chén muối ăn, muối hột, muối bọt gì cũng được hết. Rồi bây giờ các anh chị mình đi coi coi góc nhà của mình chỗ nào mà nó ẩm thấp. Rồi các anh chị bỏ cái chén muối đó đi. Rồi tầm khoảng 1 tiếng 2 tiếng sau các anh chị quay lại, hoặc nửa ngày ngày gì đó quay lại. Rồi, các anh chị sẽ phát hiện là cái chén muối của mình nó có còn nguyên không hay nó thay đổi như thế nào các anh chị.
Rồi theo như các anh chị, chén muối của mình nó thay đổi như thế nào? Thì mình nó bị rã ra. À, bị rã ra, tức là bị chảy lỏng ra. Rồi, tức là cái muối nó có khả năng nó hút ẩm. Rồi, thì ở đây mình thấy là nếu mà độ ẩm càng cao thì những cái hóa chất nào dễ hút ẩm nó sẽ hút vô. Mà nó hút vô như vậy thì nó làm sao? À, nó sẽ chảy lỏng thành nước. Hoặc là các anh chị mình thấy một cái thực tế ở ngoài nữa, đó là trong những cái sản phẩm đồ ăn, thức uống hoặc là hàng gia dụng vân vân thì nó đều có những cái túi hút ẩm ở trong đó. À, túi hút ẩm để sao? Để hút cái độ ẩm. À, và mình thấy mình để cái đó nơi nào mà có độ ẩm cao thì cái túi này là mình thấy là nó có sự khác biệt rõ ràng. À, đôi khi là nó có thể là nó bị mềm cái đó ra, hoặc là đôi khi là nó bị trương phồng lên. À, tại vì nó có thể là nó no nước, nó trương phồng lên đó. Thì ở đây mình thấy cái nơi đó chắc là độ ẩm nó sẽ khá là cao. Rồi, hoặc là những cái viên bao đường nè, viên nang nè, nó sẽ bị chảy ra. Rồi, mấy cái phần này là mình cũng dễ quan sát ở bên ngoài nữa. Ví dụ như các anh chị uống thuốc mà các cái viên nào mà bao đường hoặc là viên nang đi, các anh chị mình trút ra cái tay của mình rồi mình cầm trên tay chút xíu coi. Nếu mà cái người nào mà bị ra mồ hôi tay nhiều nè, thì nó bị ẩm ướt, cái tay mình ẩm ướt đó. Thì khi đó là cái viên đó chắc chắn nó sẽ chảy dính liền. Rồi, hoặc là các cái thuốc bột nó sẽ bị vón cục, nó bị ẩm mốc. Đó là khi mà độ ẩm cao nè. Những cái thuốc lỏng như là siro, lycerin, cồn thì khi độ ẩm cao nó sẽ làm loãng và nó giảm đi cái nồng độ. Rồi những cái thuốc mà từ tạng của động vật hoặc là các cái cao cao thuốc thì mình thấy là nó dễ dàng nó bị sao? Bị phá hủy bị phá hủy cái hoạt chất ở bên trong của nó đó. Rồi vậy bây giờ nếu độ ẩm thấp thì sao đây? Thì độ ẩm thấp nó cũng ảnh hưởng đến cái gì? Đến các cái dụng cụ của mình nữa, hoặc là các cái thuốc của mình nữa. Ví dụ như là những cái thuốc mà có cái phân tử nước được ngậm ở trong cái công thức đó thì nó sẽ dễ bị sao? Dễ bị mất nước. Đó. Rồi, hoặc là những cái dụng cụ bằng cao su, chất dẻo, nó sẽ bị hư hỏng nhanh hơn nếu mà độ ẩm của mình thấp. Rồi. Tiếp theo, đó là những cái phản ứng mà xảy ra khi mà độ ẩm cao. Ví dụ như là gì? Những cái thuốc mà có cấu tạo là alkaloid, ester nè, hoặc là ete. Rồi, hoặc là những cái phản ứng hóa học nó xảy ra, phản ứng tỏa nhiệt, ví dụ như P2O5, dễ tỏa nhiệt khi mà độ ẩm cao. Rồi, làm mất tác dụng của một số kháng sinh, nội tiết tố hoặc là vaccine, làm hoen gỉ các cái dụng cụ bằng kim loại, vân vân. Rồi hoặc là làm hư hỏng đồ bao gói, nấm mốc nó phát triển lên, hư hỏng các cái dược liệu. Đó là cái độ ẩm cao nó tác động đến cái vật tư y tế và thuốc. Rồi bây giờ mình sẽ đưa ra những cái biện pháp để mình có thể chống ẩm. Vậy nguyên tắc đầu tiên để mà mình chống ẩm đó là mình sẽ đi hạ thấp cái lượng hơi nước ở trong không khí xuống, hạ thấp xuống. Thì mình sẽ có nhiều phương pháp ha. Rồi, phương pháp đầu tiên là mình có thể tiến hành mình thông gió tự nhiên để mình có thể hạ thấp cái lượng hơi nước xuống. Rồi, cái thứ hai mình có thể là mình thông gió nhân tạo. Rồi, hoặc là mình dùng các cái chất hút ẩm giống nãy mình ví dụ đó. Hoặc là mình có thể tăng nhiệt độ của không khí lên ha. Thì mình sẽ có bốn cách như vậy. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ đi cái cách đầu tiên, đó là thông gió tự nhiên. Rồi, thông gió tự nhiên là sao các anh chị?
Tức là bây giờ mình có cái kho. Bây giờ mình sẽ tiến hành thông gió tự nhiên bằng cách là mình sẽ đi mở cửa cái kho của mình ra cho nó thông thoáng, nó có sự cái trao đổi không khí bên trong bên ngoài. Nhưng mà mình phải làm sao để cho không khí nó đừng có đạt đến cái mức full tối đa, tức là cái độ ẩm cực đại nó quá nhiều, là lượng hơi nước trong không khí nó tăng lên quá nhiều trong một cái mét khối không khí đó, thì có thể là nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là sau khi mà mình thông gió xong rồi nó gây ra hiện tượng sự bão hòa hơi nước hoặc là nhiệt độ điểm xương thì nó nguy hiểm ha, và khống chế cái phần đó lại. Rồi vậy bây giờ mình coi coi trong thông gió tự nhiên á thì mình thấy nó có ưu điểm là gì, đó là nó dễ dàng thực hiện nè, rồi khi mà nó thỏa mãn đủ các cái yêu cầu của thông gió hay là các cái điều kiện của thông gió tự nhiên thì mình có thể thực hiện được rồi. Tiết kiệm nữa, tại vì tự nhiên mà đâu có tốn kém gì đâu. Rồi vậy bây giờ để thông gió tự nhiên được thì mình phải đảm bảo được đủ bốn cái điều kiện như sau. Thứ nhất là ông trời cũng phải cho phép, tức là thời tiết nó phải tốt cái ha. Rồi cái thứ hai đó là mình sẽ xem coi cái độ ẩm tuyệt đối ở trong kho đó, là cái thằng A nhỏ đó, nó phải lớn hơn độ ẩm tuyệt đối ở ngoài kho thì cái này mình đo đạt ha. Rồi ngăn ngừa cái hiện tượng động xương sau khi mà mình thông gió. Vậy là mình chỉ thông gió khi mà nhiệt độ điểm xương của môi trường có nhiệt độ cao bằng hay nhỏ hơn nhiệt độ của môi trường có nhiệt độ thấp, tức là giữa ở trong với ở ngoài kho này mình phải xem xét lại cái phần nhiệt độ của nó ha. Thì ở đây người ta nói môi trường có cái nhiệt độ cao là ở bên ngoài đó, nó phải sao, nó phải bằng hay nhỏ hơn cái môi trường có nhiệt độ thấp ở bên trong ha. Ôi, rồi, vậy. Ôi. Dạ đúng rồi, xíu nó tắt rồi các anh chị, mình đợi tầm khoảng 5 phút em sẽ gửi cái đường link mới cho lớp mình ha. Rồi trong cái quá trình mà mình nghỉ giải lao 5 phút đó thì em sẽ gửi cái link để mình điểm danh vào trong đó ha. Rồi bây giờ sau cái quá trình mà mình thông gió đó thì nhiệt độ trong kho của mình á, mình phải làm sao đảm bảo cho nó phù hợp với cái yêu cầu bảo quản của hàng hóa. Ví dụ như bây giờ cái hàng hóa trong kho mình yêu cầu bảo quản nó là ở cái nhiệt độ tầm khoảng 27-28 độ. Rồi mà bây giờ mình tiến hành thông gió xong, nhiệt độ trong kho của mình tự nhiên nó tăng cao vọt vọt lên, hoặc là bây giờ sau khi mình thông gió xong rồi nhiệt độ tự nhiên nó hạ thấp xuống còn tầm khoảng 24-25 độ